kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng Dương Kiếm, Kiếm Xỉu Để chuẩn bị cho kỳ đại hội nghị trung ương lần thứ 7 vừa qua Ngay từ đầu tháng 2, ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị ra quy định số 96 quy đề TV về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị Đây là thành kiếm cũ, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng hội nghị trung ương lần thứ 6 khóa 11 cũng diễn ra vào tháng 10 năm 2012. Mục đích sử dụng thanh kiếm trong kỳ hội nghị này là để loại ông Nguyễn Tân Dũng mà không thể loại được. Vào ngày 2 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cho lục lại thanh kiếm cũ này để mà chiến với phe ông Phạm Minh Chính tại hội nghị trung ương thứ 7 khóa 13 vừa qua. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, Đảng Cộng sản không cho tin tức lọt ra ngoài nên người dân không biết số phận ông Phạm Minh Chính như thế nào. Vào năm 2012, ông Trọng dùng thanh kiếm nhưng kiếm cùn Sau khi hội nghị trung ương thứ bảy bế mạc, thì tới ngày 22 tháng 5, Quốc hội cho nhóm họp và ngay ngày đầu tiên đã bàn về công tác nhân sự. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự này cho thấy ông Phạm Minh Chính không hề hấn gì như lời đồn đại. Vậy là thanh kiếm cùn của Nguyễn Phú Trọng mang ra dùng sau hơn 10 năm. Dù có mài như thế nào thì kết quả nó vẫn cồn, không thể khác được. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Võ Văn Tạo có đăng một tấm hình chụp bảng kê kết quả tín nhiệm tại hội nghị Trung ương 7 kèm theo lời bình nhặt được tờ rơi tín nhiệm. Trên tấm hình ấy ghi chi tiết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của các ủy viên Bộ Chính trị và 4 ủy viên Trung ương Đảng thuộc Ban Bí Thư. Kết quả chỉ có Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương là có kết quả tồi tệ nhất với 49,73% tín nhiệm, 37,3% tín nhiệm và 12,9% tín nhiệm thấp. Theo quy định, tín nhiệm thấp trên 50% mới bị buộc thôi chức, vậy nên người có mức tín nhiệm thấp nhất trong bảng kết quả này vẫn còn vượt rất xa tiêu chuẩn phải từ chức mà Đảng đã quy định. Cho bỏ phiếu tín nhiệm Hội nghị Trung ương lần thứ 7 vừa rồi chỉ như một trò hề không hơn không kém. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại mang kiếm cồn ra để mà cố mài. 185 ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia hội nghị đã biến cho bỏ phiếu tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng thành trò hề. Đã bỏ phiếu mà chẳng loại được ai thì lập ra trò bỏ phiếu để làm gì? Cho nên ý ông Trọng muốn dùng thanh kiếm này để chạm đồng chí của mình mà không thực hiện được. Trung ương Đảng vẫn không theo ý nguyện của ông Tổng Bí Thư đã giả. Với kết quả này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng dù rất mạnh trên chính trường nhưng vẫn không thể nào thao túng được Trung ương Đảng. Cách đây 11 năm khi tổ chức hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy ông không kiểm soát được Trung ương Đảng. Và đến nay thì tình hình vẫn như thế. Vậy thì sức mạnh chính trị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không như mọi người vẫn tưởng vẫn có những nơi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể với tới cho được. Cách đây 11 năm, ông Nguyễn Tân Dũng dùng sức mạnh kim tiền để thao túng lá phiếu. Thì nay không biết ông Phạm Minh Chính có làm tương tự như vậy hay không. Ông Phạm Minh Chính đạt đến 92,97% tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Xem ra sức mạnh chính trị của ông Chính vẫn còn ổn lắm. Ông Chính chỉ xếp sau ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Phú Trọng với kết quả này, rất khó để loại ông Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị ở những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo. Có thể tiên đoán ít nhất ông Phạm Minh Chính sẽ nắm chức Thủ tướng đến tận hết nhiệm kỳ. Kết quả thanh kiếm của ông Tổng đã bị xỉu. Còn nửa nhiệm kỳ nữa là đến kỳ ăn chia lớn tiếp theo. Trong vòng gần 3 năm tới, tình hình sức khỏe chính trị của các nhóm có thể có biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể tiếp tục và liệu ông Vương Đình Huệ có đủ uy tín và bản lĩnh để chiếm ghế thượng phòng trên vũ đài chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng đã làm trong những năm qua hay không. Điều đứng một mình rất khó để ông Vương Đình Huệ đấu lại với ông Phạm Minh Chính. Lần bỏ phiếu tín nhiệm này cho thấy phe liên minh Phạm Minh Chính, Nguyễn Đân Dũng còn mạnh lắm. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ông tổng Dương Kiếm kiếm xỉu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị đánh tứ phía, vượng vin, vùng tay, lỡ gió. Hiện nay, Trung Quốc đang tấn công rất mạnh vào thị trường Việt Nam mảng ô tô điện. Đây là đòn đánh trí tử nhắm vào VinFast bởi lợi thế của xe điện Trung Quốc là giá cực kỳ rẻ. Giá xe VinFast hiện nay bán trên thị trường Việt Nam không thể được xem là giá rẻ. Chưa hết, xe Trung Quốc cũng đang tấn công mạnh vào các nước châu Á khác, hòng chiếm lĩnh thị trường lên đến trên 700 triệu người dân này đối thủ mà trung quốc nhắm tới là những ông lớn ngành ô tô thế giới chứ không phải là vinfast không phải cứ ra rẻ là sẽ thành công trước đây chúng tôi đã nói về thị trường ô tô đông nam á vinfast đang bỏ lỡ thị trường khu vực rất lớn nhưng lại cố gắng chinh phục những thị trường quá khó tính như bắc mỹ và châu âu thị trường đông nam á dễ tính hơn hai thị trường đó rất nhiều trong khi đó, xe Trung Quốc cạnh tranh bằng giá thấp, tuy rằng chất lượng xe chưa chắc đã là tốt, xe Âu Mỹ Nhật cạnh tranh bằng chất lượng nhưng giá xe không hề rẻ. Còn VinFast tung ra thị trường xe giá cao mà chất lượng thì lại cực kỳ kém. Vậy thì có thể thấy VinFast sẽ bị bóp chết ngay tại thị trường khu vực Đông Nam Á này, chứ chưa nói tới thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ. Mới đây, nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc tại Việt Nam, Vua Linh, đã tung ra những mẫu xe mini đẹp giá cực rẻ. Chưa hết, hãng xe thứ hai của Trung Quốc cũng tiếp tục tung ra sản phẩm có tên là Shindo A01. Xe A01 là loại ô tô điện mini có kết cấu 3 chỗ ngồi. Theo thông tin từ nhà phân phối, A01 sẽ có giá chỉ có hơn 100 triệu đồng, tức là chỉ nhỉnh hơn một chút so với mẫu xe tay gà Honda SH160. Đây là cú đánh rất mạnh và sức cạnh tranh của xe VinFast. Một số người cho rằng họ mua xe Honda SH chứ không thích loại xe xấu xí này. Đáp trả lại những thông báo trên, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố dự định cho ra mắt đại ô tô nhỏ để đối đầu với đối thủ đến từ Trung Quốc. Hành động này cho thấy ông Phạm Nhật Vượng đang cố chống lại cạnh tranh trực tiếp với những hãng xe của Trung Quốc. Một nhà phân tích đã cho biết rằng ông Phạm Nhật Vượng thiếu sáng suốt trong chính sách cạnh tranh. Người này phân tích rằng những xe ô tô mini có kích thước nhỏ gọn chưa bao giờ đứng được tại thị trường Việt Nam. Hãng xe như Mercedes từng có mẫu xe mini smart trông rất xinh xắn, chất lượng rất tốt, nhưng nó chỉ được mua cho mục đích sưu tầm, vì nó độc và lạ, chứ không phải mua cho mục đích sử dụng. Hãng BMW cũng có mini, tuy là loại xe nhỏ gọn, nhưng không nhỏ đến mức như những mẫu xe của Trung Quốc dự định tung ra vậy mà xe mini vẫn không được ưa chuộng tại việt nam không biết ông phạm nhật vượng có khảo sát về thói quen người tiêu dùng việt nam hay không bởi theo nhà phân tích này nói tuy thị trường việt nam nhỏ những người đủ tiền mua ô tô không nhiều nhưng thói quen xem chiếc xe là hình thức bên ngoài để mà định vị cấp bậc xã hội nên những người có đủ khả năng mua ô tô thì sẽ không mua những chiếc xe quá rẻ tiền khi đưa ra mẫu xe điện Trung Quốc hơn 100 triệu đồng cho một số người xem và hỏi ý kiến thì hầu hết họ nói rằng họ thả mua xe SH còn hơn là mua xe đấy. Nó vừa xấu vừa bất tiện mà chẳng làm nên đẳng cấp xã hội. Đấy chỉ là nhận xét của một số người không đại diện cho tất cả. Tuy nhiên, là một hãng sản xuất xe có lẽ VinFast cần thực hiện khảo sát nghiêm túc để đánh giá thị trường trước khi quyết định đầu tư lớn. Chắc chắn những ông hãng xe sản xuất lớn như Tesla, Mercedes, Hyundai, Nissan, BMW sẽ không nhảy vào phân khúc ô tô điện tầm trên 100 triệu đồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu để Trung Quốc một mình một chợ ở phân khúc này, cũng chưa chắc Trung Quốc đã thành công. Phản ứng vội vã của ông Phạm Nhật Vượng Hành động vội vàng thể hiện ý muốn sản xuất ô tô điện mini giá rẻ của ông Phạm Nhật Vượng cho thấy ông tư duy khá cảm tính các nhà đầu tư ký gửi niềm tin vào ông Phạm Nhật Vượng xem như đang đánh đu với rủi ro rất lớn. Chỉ mới bị khích nhẹ, ông Vượng đã phản ứng ngay lập tức, đã cố hết sức để vung nắm đấm lên, đập vào gió. Xem ra, VinFast khó thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bị đánh tứ phía, Vượng Vin vùng tay đỡ gió quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo đề